Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình Kinh nghiệm SEO by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh và là giảng viên chuyên gia về online marketing, bán hàng trực tuyến và là chuyên gia đào tạo về bán hàng. Và bài học đầu tiên trong chương trình Kinh nghiệm SEO hôm nay thì tôi muốn nói với các anh chị một vấn đề liên quan đến tổng quan về nghề bán hàng và giúp các anh chị hình dung ra chân dung một người bán hàng như thế nào. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về vấn đề liên quan đến tổng quan về nghề bán hàng. Thì như chúng ta đã biết, trên thế giới hiện nay có bao nhiêu người đang bán hàng? Theo các anh chị cho rằng là có bao nhiêu người đang bán hàng? Vâng, tôi nghĩ rằng là với tư cách là để chúng ta hiểu nghề bán hàng là gì, là suy cho đến cùng thì mỗi người chúng ta rồi sẽ đều bán một cái gì đó. Cho nên trên thế giới hiện nay có bao nhiêu người thì sẽ có từng đó người là đang bán hàng. Là những người trong độ tuổi lao động, thậm chí là những người ở dưới độ tuổi lao động, đúng không ạ? Và với quan điểm của tôi là tất cả mọi người rồi cũng sẽ phải bán một cái gì đó, cho nên là sẽ có hàng tỷ người đang bán hàng. Giống như là chúng tôi hay nói với nhau, đó chính là ví dụ một cô gái, đúng không ạ? Cô ta muốn có được một người bạn trai thật giỏi giang, thật đẹp trai, thật hào hoa phong nhã, thật kiếm nhiều tiền, thật ga lăng, thật thông minh, đúng không ạ? Vân vân. Thì bản thân cô ta cũng phải là một cô gái có những cái tố chất, có những cái giá trị, đúng không ạ? Nếu như chúng ta xem, chúng ta để trong ngoặc kép là bản thân chúng ta là một món hàng. Đấy, cái món hàng đấy tôi cho rằng là để trong ngoặc kép, đấy chứ ạ? Thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là chúng ta phải có giá trị. Chúng ta phải làm cho cái món hàng của chúng ta trở nên long lanh, trở nên chất lượng để chúng ta bán. Và quan điểm của chúng tôi là một cô gái tìm kiếm một người đàn ông và ngược lại, một người đàn ông tìm kiếm một cô gái trên cái tinh thần là để đi tìm đối tác của mình, để trở thành người bạn đời hay để yêu thương nhau và để nên cái câu chuyện vợ chồng, đúng không ạ? Thì đó cũng là bán hàng. Vâng, các bạn phải biết bán bản thân mình và bán bản thân mình. Nói nhanh gọi là bán thân đấy, đúng không ạ? Nhưng mà tất nhiên bán thân ở đây theo một cái nghĩa khác, đúng không ạ? Và ý thứ hai nữa tôi muốn nói về cái chuyện là cái nghề bán hàng là có hàng tỷ người và bất kỳ ai cũng phải bán hàng. Đó chính là đơn cử như chúng ta đi làm thuê làm cho người ta, và chúng ta cần phải bán sức lao động của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải có kỹ năng để làm sao cái người chủ người ta thuê mình với cái mức lương cao nhất có thể, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu một tháng, đúng không ạ? Thế thì bản thân chúng ta là một món hàng. Khi mà chúng ta đi tuyển dụng thì chúng ta phải có cái gì, đúng không ạ? Thí dụ như là kỹ năng, thí dụ như ngoại hình, thí dụ như kinh nghiệm, như mối quan hệ, khả năng sử dụng máy tính, khả năng sử dụng ngoại ngữ, vân vân. Thì đó, các bạn cũng đang bán hàng. Các bạn đừng nghĩ đơn thuần là bán hàng là bán cái iPhone, bán cái quần, cái áo, đúng không ạ? Bán cái máy tính hay là bán một cái dịch vụ spa, bán một dịch vụ cắt tóc, vân vân. Chúng ta thường hay nghĩ bán hàng theo nghĩa như vậy, không sai. Nhưng chúng ta hãy mở rộng ra, thì tất cả chúng ta, những người lao động đều đang bán một cái gì đó và đều phải ngày đêm nỗ lực bán cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Vâng, câu hỏi của tôi là sau khi tôi trình bày xong như vậy thì bạn có đang bán hàng không? Vâng, và câu trả lời lúc này thì có lẽ là bạn cũng đang bán hàng. Và hãy đặt câu hỏi tiếp theo là vậy món hàng mà bạn đang bán có giá trị bao nhiêu? 10 triệu một tháng, 20 triệu một tháng, hay 50 triệu một tháng, hay 100 triệu một tháng, đúng không ạ? Bạn có đang tìm được người bạn đời của mình, người yêu của mình để có một cuộc sống hạnh phúc, có một cái cuộc sống sung túc, no đủ, được đi đây đi đó, đúng không ạ? Vâng, có được cái thu nhập tốt và có những cái đứa con ngoan, thông minh. Vậy thì bạn hãy làm cho món hàng của mình, bản thân mình trở nên có giá trị bằng cách là chúng ta sẽ thể hiện kỹ năng của một người bán hàng cho chính bạn bè, người thân, cho chính người yêu, vợ hoặc chồng của mình. Chúng ta phải biết cách làm PR, làm hình ảnh, làm bản thân mình một cách thực chất để chúng ta có giá trị trong mắt người khác. Thì đó chính là cái ví dụ đầu tiên tôi muốn nói tổng quan về nghề bán hàng một chút. Tiếp theo là tôi muốn nói về cái nghề bán hàng theo một cái nghĩa nó sát hơn, đấy là chúng ta bán hàng hóa, bán dịch vụ hữu hình, bán các cái sản phẩm hữu hình, đúng không ạ? Vâng, thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là
chúng ta sẽ cần phải có những cái kỹ năng như thế nào, bao gồm là chúng ta phải có tố chất bản thân, chúng ta phải có kỹ năng bán hàng, chúng ta phải biết nghiên cứu về khách hàng, phải biết nghiên cứu về đối thủ, phải biết thiết lập các chính sách bán hàng, phải biết sử dụng các cái kỹ năng máy tính, rồi thì online marketing, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đàm phán, vân vân. Đó chính là khi chúng ta đang nói về bán hàng, đúng không ạ? Vâng, thế thì tôi sẽ trình bày với các bạn chi tiết trong từng cái bài học. Và để bài đầu tiên mà tôi đang nói sau cái chương trình gọi là tổng quan về nghề bán hàng, tức là chúng ta hãy xem bán hàng như là một cái nghề rất là chân chính, như là một cái nghề mà sẽ giúp chúng ta sẽ trở nên giàu có, trở nên thành đạt, thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Và thường thường thì những cái CEO hàng đầu trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng đều xuất thân từ nghề bán hàng. Chúng ta có thể bắt đầu từ những công việc thấp nhất của nghề bán hàng, như là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng tại shop, thậm chí bán hàng tại vỉa hè. Như tôi là đã từ những cái thời kỳ gọi là sinh viên, tôi đã bán hàng tại vỉa hè để kiếm những cái đồng tiền đầu tiên cho mình. Và bây giờ thì tôi không ngại bán bất kỳ một cái sản phẩm gì, nếu như cho tôi thời gian tôi sẽ nghiên cứu về nó, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ nâng lên các cấp bậc, như là sales executive, đúng không ạ? Sales manager đấy. Rồi cao hơn nữa, đúng không ạ? Cao hơn nữa là những cái vị trí như là sales director, đúng không ạ? Hay là cái giám đốc khu vực, giám đốc vùng, giám đốc châu Á, giám đốc toàn cầu, kiểu như thế. Tất nhiên đấy là những cái vị trí rất là cao mà chúng ta thấy rằng là cũng khó để có thể đạt được. Đó chính là những cái thứ tự, những cái tầng lớp, những cái cấp bậc mà thể hiện sự thành công và đẳng cấp của người bán hàng trong cái quá trình mà chúng ta làm kinh doanh, mà chúng ta bán hàng, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ trở nên giàu có, trở nên thành đạt bởi vì chúng ta bán được hàng và chúng ta giúp được công ty phát triển. Thì thôi, cái video đầu tiên về cái tổng quan nghề bán hàng là như thế nào thì tôi xin phép trao đổi ngắn gọn như vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong bài thứ hai, là chúng ta sẽ nói về tố chất, chúng ta sẽ nói về cái chân dung của người bán hàng, được chưa ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.